tôi phải đi kiếm mấy con chắc tôi phải đi kiếm mấy cái con thú cưng quá, mấy cái Được đồ không, mà có không hiểu ăn. không? Cưng ông đâu? Con tôi tưởng có rồi chứ. Chưa. Quá lèn quá nó quay. Ờ, chân ếch như mẹ một đống ạ. Thế đéo ông là ông chỉ thì dân Chế tiếng mạng kìa. Thì như vậy. mạng là sao? Thế này. Tôi chế rồi đấy mà. Cái tim á. Chả biết nó có tác dụng gì không. Gây dựng lại bây giờ lại sau khi ấy lại gây dựng lại hệ thống bẫy rồi. Mẹ nặng thế. Nào mà rảnh mà bưng cục đá về cái chỗ này vậy. Đây mấy ông thẳng thẳng phải cút đi. Cầm mẹ không? Bắn cái gì? Mày bắn cái gì? Không có răng răng sỏi không? Nguyên á. Răng sói á? Răng sói làm gì? Tìm thú cưng. Trong trong hòm ấy có mấy cái. Thôi vụn luôn mà. Đây là đủ, vừa đủ luôn. Ông nào cứ hét nhỉ? Đào. Đạo bị nó thịt lên cho một cái hét rồi. Đánh. Còn tôi là ông sống. Có cái gì Nhầm đấy, nhầm cái gì nhầm đấy, nhầm. cái gì đấy, Nhầm ông đâu rồi? một tím vãi Tôi à? khắc Đi vào đi, đi 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 sang bếp lửa, đi vào bếp lửa để bóp 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 lửa lại. Đau hiu mày. khắc. Tôi đi rồi. Mạnh được pha rồi. Chỗ này nhiều đồ ếch có loèn. Ủa, ông Ok, con quân chó đâu ấy. rồi? Đi cơ mẹ. Mẹ. Chó. Bắn nó. Cơ hồ. Ấy đâu. Suốt ngày bọn chó chi Mà mày. nó bị kẹt miếng thịt ở trong đấy nữa chứ. Nhà thằng nhắm nhắm bỏ. Nhặt được luôn này. Vẫn còn này Giết luôn. Mấy con này luôn còn chứ gì còn nữa gì kia? nữa. Không phải biết. Kiến lên phường. Kiến cho lên phường luôn. À đúng rồi, bóng ma nữa. Ma mấy ông vứt đâu nhỉ, hòm nào nhỉ? Đây trong hai mấy cái ba bốn bốn cái trong một kia đây thích có bao nhiêu qua video Cứ bỏ vào thôi. Carry thôi nhỉ? cuối cùng được tận hưởng cảm giác yên bình. Chế nhân thế mạng cái chỗ lão của tôi nó có Chết đi.
giờ mới để phải ý chế cái chỗ lão của tôi mặt thầm. Ông phải chế cái gì nhỉ, ba ba rau một cái đùi gà, mẹ nó hồi hơi bị nhiều ấy, nhiều ấy lắm luôn ấy. À, tôi chế đồ ăn, đang nấu đồ ăn, ông nào cầm đi đâu rồi? Quân đi đâu giờ mới xuất hiện này? Ông ấy lặn cục ở dưới kia. Ôi này đó. Hạt giống, hạt giống, hạt giống. Ông cần bao nhiêu cái răng sói? Không, tôi có ở trong đây có 17 cái răng sói mà. Tôi cũng đang cần răng sói để chế bẫy. Có cho mấy à, lấy đi. Đâu? Hòm, trong mấy cái hòm ấy này, ai nhớ được. Không. Nên treo thì nên nên treo đùi gà, còn nấu ăn thì nên nấu ba rau với cả một đùi gà. Đùi gà tiện nhỉ. Đâu tôi còn mỗi 5 cái này, không đủ bao cái. Đùi ông 17 cái mà. À đây đây, thế rồi, thế rồi, rồi. 5 cái chắc thôi. Tôi chế lại cái hệ thống bẫy. Đâu rồi? Vừa đủ luôn ạ. À đâu, thiếu dây thừng ạ. Dây thừng đơn giản. Đảo, đảo đâu, đảo đâu rồi, đảo đâu rồi. Cái kế mà cho con sói ăn là để thu phục con sói là đồ như thế nào nhỉ? À, thịt quái vật. Sao? Thịt quái vật nữa cái gì? Một rau. Thì cũng là một rau á hả? Ờ. Rồi, thế rồi. Thôi em không đánh mấy anh nữa, được chưa? Không có tránh ra. Phát ra thịt quái vật một rau lại ra cái gì kia? Ơ đừng ăn. Đúng không? Ông ăn ông chết đấy. Quân ơi. Trả tôi đi. Ông ăn ông chết đấy. Thì quái vật không á. Nếu bị. Con sói lên nó tránh ra, đang xếp nha. Chúng nó đem đi. Sao lại tìm thấy quá kỳ quái vật nhỉ? Đậu phộng mình. Ông Quân ăn mất cái thịt quái vật của tôi rồi. Hay. Thì ông ăn làm gì nữa? Đấy, hệ thống bẫy lại trở về rồi. Ăn cái thịt đấy không giết được tôi đâu. Đây này, ăn cái này này. Quan đấy. Trọng không phải rồi, rồi. Con bò này tránh ra, tôi bị bắn. Là ông ấy đang làm để ông ấy đi bắt thú. Ăn ngủ với em xem. Đi bắt thú mà. Thôi được rồi, đi săn thú này. Đi kiếm thêm gỗ. Đi săn thú với tôi không, Quân? Nào ngồi chậm quá. Nhật nhà thì chắc không có. Mấy con lùn này lại xuất hiện rồi. Mấy con chó thần rừng lại xuất hiện rồi này. Mấy con thú chỗ rồi. Nào nhỉ? Hang 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 thú chỗ nào nhỉ? Đi, sao đứa thấy nhỉ? Mô. Ông lên chặt đi, tôi bắn nó cho. Hang thú đâu? Bắn chết tôi mất. Hai con đấy. Đâu đâu đâu. Ôi, ôi, đừng không? Cảm thấy không ổn. Tôi yếu lắm. Tôi lên để tôi lên này, tôi lên. Đúng tôi hả? Chân yếu tay mềm. Đi lên tay lên. Ui dồi ôi, đông lắm. Ôi, quật đau quá, hai con liền mà. Con này không đánh được bằng ấy đâu, con này không đánh được bằng đồ khác đâu, chỉ đánh được bằng ấy thôi.
Đánh bằng cái gì vậy? Đánh bằng rìu. Nó chỉ đánh bằng rìu thôi. Ra bằng rìu thì bao giờ nó mới chết? Dẫu hiểu mình vừa mới hồi lại tí máu xong rồi lại mất hết ạ. Hiểu. Rồi cố gắng chế lại cái lèo. Giết rồi chưa? Nào cầm. Đâu má đâu thế? Không. À có cái đấy cũng đánh được rồi. Cũng đi có mẹ. Chơi tối rồi. Tôi cần xá, tôi cần đánh xá. Tôi đây. Đây đánh đi này, tôi soi cho này. Đang không nhìn thấy gì đây. Trong em. Chuyến bức giờ đêm. Nào sao gần vào đây. Đâu quật tôi như điên rồi này không? Đốt cái cây này. À thôi không cần. Cây mà đốt được tôi đốt đâu rồi. Đây cái cây bên cạnh nó này. Ờ chết rồi. Ok. Này là vừa ấy. Không còn nữa đâu. Con mày đang ăn cũng đéo yên. Phải đánh cái miếng ăn. Đấy tôi đốt rồi đấy. Nhưng mà nó đéo cháy vào cái cây này ạ. Chiêu heo. Trời đánh cánh miếng ăn mà nó cứ phang mình. Đang ăn mà nó cứ phang mình. Thật ra mình hơi ác đó, mình trồng lại nó được. Nhưng mà không sao, kiếm thêm mấy đồ là ngon rồi. Hang thú ở chỗ nào vậy đạo? Nhìn bản đồ xem, tối biết đâu. Ừ, ông mới đi xong mà. Ông nào có thịt quái vật đi từ mấy? Tôi có này, còn tôi tiếc là hết rồi. Rồi. Tôi tiếc tối hết thịt quái vật rồi. Có cái bánh đâu đây? Cho ông đi ăn. Ăn phát chết luôn. Đừng vào đâu nhỉ? Đậu. Bánh này. Đây, drop đây. Chết đi cho nhanh. Cướp đồ nhanh. Cướp. Đấy. Đồ tôi làm gì có cái gì. Ở đây cho tôi xin cục gỗ. Thank you. Đâu vậy? Cục gỗ tôi đang đậu mát. Đạo. Cho thói cái đéo vào rồi khổ mái mở cửa hộ tôi cái cho con thói nó chạy vào với tôi là nó đang kêu bỏ ông ở trên. Đây, rào đi. Ông mạnh thử tí này. Được. Nè. Mùa thu yên bình thật đấy. Thích phải. Đéo phải bon chen khổ sở thì mới mùa khác. Mình có thời gian mình làm nông làm niếc. Anh nghe thấy như vậy. Hỏi chỗ này cho con vô lợi với mình. Sao nóng quá nhỉ? Có được tắt. Ừ, cái em có rồi đây. Mùa nóng rồi mà ta, sao mình vẫn bị cháy nhỉ? Ông đứng gần lửa quá. Phát cho thằng này nó có. Đang ấy đồ mà. Đéo nào, ông chế cái đéo gì đây này. Cái gì đấy? Quán bà à? Đẹp gì? Mặt lên. Nó chạy. What the fuck? Mấy ông ơi, nhiệt tài quá. Chơi nhạc à, khổ vãi. Đâu khi ấy đâu tôi chỉ... Chơi nhạc là tăng não đâu mà, không phải là đơn giản đâu. Thế à, đưa tôi, mà não tôi đang hơi thấp. Thế chứ ông nghe nhạc là tăng não mà. Ông nghe ông là tăng não. Nghe nhạc mới được tăng não, còn chơi nhạc là giảm não. Đâu, tôi chơi tôi đang tăng não mà ông này.
À hay là tôi đang đội cái não. Mũ này nhỉ? Tôi được tăng não ạ. Tôi được tăng não. Giảm quá, tôi bị giảm. Tôi đội cái mũ thì không bị tăng thôi. À không bị giảm thôi, trên thực ra tôi đang bị giảm. Ít mẹ sao nắm con ấy vậy? Đưa đây một cái gỗ sống nào. Làm gì? Chế cái máy. Máy gì? Máy ấy. Máy phép 2 gì? Okay, à đúng rồi. Máy phép 2 đi. Đưa đây một cái. Đây, đúng có đúng một cái, đúng rồi, đánh con boss ra đúng một cái. Đưa đây. Đây. Ok. Đâu. Đấy. Chế máy phép 2 đập gần máy phép 1. Đập mẹ một cái bếp lửa đi. Bếp lửa vướng víu quá. Đúng. Đúng. Tôi đang nấu, đừng có đập. Bếp lửa bên này mà. Cứ búa mình đâu rồi? Đâu? Bếp nào? Bếp này. Đừng đập vào cái đấy! Không phải cái đấy! Bếp. Đây gì? Bếp đấy. Đấy, bếp này đập đi. Ok. Nếu được có trò à? Đập bếp lửa là trò à? Chế chưa ông? Đéo đặt được, chế được rồi mà đéo đặt được. Đặt ở bên này ông xoay người em nào, xoay đầu em nào. Ai bảo ông đặt cái này đêm gì đang đặt. Đâu có chỗ để đặt à? Vẫn liền. Nào còn rau không? Phải ra ngoài mới đặt được ạ. Kiếm chỗ rộng mà. Đấy ok. Đặt ở đấy. Thì làm sao? Cái máy này làm đi. Chế được cái gì à? Yêu à moment. Không, cho tôi xin ít rau. Máy này chế gì? Start. Ông mày còn rau không? Cái gì vậy? Không làm rau vậy? Rau gì? Rau không? Rau vườn này này. Ông thu hoạch. Mới thu hoạch hết rồi. Nó mới mọc lên rồi này. Này ra mà lấy. Đậu phộng cứ nhầm cái mũ của ông gì nhỉ, ông Quân. Năm là mình cứ thu hoạch mãi không được. Tôi đói rồi, tôi cần ăn. Ăn đầy nhà nếu ăn. Đậu. Sao tôi ăn. Ăn làm gì. Ôi giời. Hóa ra có hạt giống ở đây là mình lấy ra mình cứ đi tìm. Tôi xin rau, một rau nữa thôi. Một rau nữa thôi, hai rau rồi. Rau nữa thôi, nó thành hai rau. Đây, ra vườn này, cà rốt này, ngô này. Đúng rồi nhỉ. Là rau mà. Đây. Ngoài cái đi. Ôi giời ơi, cái mẹ tối. Mẹ cảm giác như là mấy ông. Tôi gánh hết mấy ông vậy. Sợ. Gánh. Này chị. Ma này. Gì vậy? Ông có chế lung tung cái gì đấy? Đừng. À, này là cái này là. Cái này đèn sáng trong bóng tối này. Nó chỉ là cái đèn sáng trong bóng tối thôi mà nó phải mất một viên ngọc à. Đéo hiểu không? Ngọc đỏ có một đống. Lo cái gì? Nhưng mà nó phí. Mấy cả ông đặt lấy thì nó xa cái chỗ mình cần dùng. Xoa chỗ mình hay đứng à. Chả được kéo. Chỗ mình hay đứng có cái bếp lửa. Nó cái gì? À cái này là chỉ ra đấy. Gì đấy? Điểm 3. 3 cái này, bon sát. Bon sát. Cho tôi một rau nữa thôi. Đấy rau này, ngô này, khoai này, trong nồi này. Vào trong.
đâu? Con nào có thịt quay vào trong. Mày rau của ông này, cho ông này. Có củ cho làm chi á? Có một, tôi cần một rau nữa thôi, tôi cần một rau, tôi cần như nào nữa? Cái lúc vừa nãy thôi, giờ không cần nữa. Ông nào có một thịt quay vào trong. Đúng. Ông nào chơi có phản nào chơi gắn. Ai ơi, em tơ nhẹn rồi, tìm tơ nhẹn để mãi được ít giờ. Ok. Anh, cái gì? Chơi nhà khi để tôi lên não phát. Tôi bị tụt não rồi, tôi còn nửa não thôi. Ông đội đi đội cái mũ, chế cái mũ đội vào. Nhận chế cái mũ đội vào hoặc là chế cái hoa đội vào. Não rồi đâu. Tôi đi chọc chó đây. Trong map này có nhiều chó lắm. Nhưng mà đéo có hoa. Đi kiếm đi, ông được. Ông muốn kiếm hoa thì ông chạy với cái tàu há mồm ở trên này. Cái miệng hố há mồm ở trên này, ông nhảy vào cái miệng hố là ra một cái cánh đồng toàn hoa đấy. Ở đây nhiều thỏ phết này. Mấy ông không lựa mà. Xúc vào đây, chế cái xẻng ông xúc vào đây. Để nó trồng. Không. Ý là nó mày à? Đâu nhỉ? Ở đâu mẹ đâu? Đâu nào mẹ? Rơi mẹ ơi, ở đây. Đây 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 đây, cho ông này. Đeo vào. Dạ. Có gì? Dây chuyền à? Cho cái. Đây là gì? Đi các bạn. Màu đỏ đấy bất tử. Nó tốn 100% mà nếu hiểu là làm đéo luôn. Thôi ông đừng chế cái khí đá ông đạo ấy, đừng chế đúng tung nữa, nếu ông chế gì này. À cái này là hình như để đẹp gì. Ông đừng lấy đá chế đúng tung nữa ông đạo ơi. Quay vật ở đâu nhỉ? À hoang chú cưng ở đâu nhỉ? Tao lướt mãi mới thấy nhỉ. Tôi chế được cái kiếm rồi. Tu cưng kiếm ma. Ông nào cần kiếm ma không? Chế kiếm ma cho. Chế kiếm ma, kiếm ma to ấy, kiếm ma to thì phải có gỗ thần rừng cơ. Chứ cái kiếm này cũng từ bắp ấy. Ăn kiếm ma to vậy. Kiếm ma to là phải đi tìm dơ. Mấy gỗ thần rừng. Tìm lói mắt. Tìm lói mắt không thấy cái hàng thú cưng ở đâu cả. Dân đi thần rừng. Có mà, cái kiếm ma này này. Sao ông ấy qua đấy mà tôi không ấy nhỉ? À đây, kiếm ma to này. Cần 5 cái ấy với cả 4 gỗ thần rừng này. Đắc suốt này. Đắc sâu đấy là cái kiếm đều. Kiếm này kiếm xịn đấy ông ạ. Kiếm cuối cùng cái kia, mấy cái cuối cùng ấy. Mấy cuối cùng của bắp. Cuối bắp gì? Mấy cái bàn tay này là phải đi đánh con boss cuối sao ấy nó mới ra được ấy. Ông quân đưa Loki. Ôi ông kiếm đâu ra mấy cái mai mết này mà ông chế cái kia cái con dao đấy. Ờ đạo. Ông còn chế đúng không hỏng phí hết là ngọc của tôi thôi. What the hell? Ma tôi tự đánh ra. Liên quan gì đến hàng dọc gì? Mấy ông đùa tôi à? Lão tôi giờ có giảm được đéo đâu. Chế cái này ra xong đéo giảm não nữa. Nó nhiều thỏ nhỉ. Đúng ngáo ạ, thôi rồi. Tác như đâu, tôi chế cái lèo ạ. Cái lèo thú đều ngủ trưa đâu ấy nhỉ. Mình muốn chế cái lèo ngủ trưa. Bởi vì đêm ở đây. Lèo ngủ trưa thì nó phải 4 gỗ ạ. Ổn thế. Phải có gỗ à. Ông nào có gỗ không? Vứt tôi ít gỗ. Đâu rồi? Mà chế đồ đã đi lấy gỗ. Đi. Có thấy đâu. Ông nào có gỗ không? Thấy cái gì? Thú cưng. Mở map đi em. Tạm cái ấy vậy. Lòi mắt rồi. Thế ông nào có cỏ không? Vứt tôi ba cái cỏ. Zoom lên. Có cỏ. Zoom map vào. Có cỏ không? Vứt tôi ba cái cỏ. Làm gì có cỏ. Thế thôi. Đến đây, bên này này. À đây rồi, thôi không cần rồi. Không cần rồi. Đi xuống bên dưới. Không cần rồi, không cần. Xong lại vòng lên bên trên.
Có cái bếp ở đấy đây. Ở đây làm gì có bếp? Mắt ông cận mẹ. Đi xuống bên dưới nữa. Nữa hả? Dưới nữa à? Có cái đường lên vòng xoáy chưa? Có cái chỗ vòng xoáy chưa? Đi đến chỗ vòng xoáy xong lại vòng lên trên. Vòng lên trên là thế nào? Làm hẳn cái vòng bên tay phải đấy, mở mắt. Đà, quân này, ông tụt não đi vào đây mà ngủ. Hướng 1 giờ đấy, cứ đi thẳng hướng 1 giờ lên. À, trời. Ở chỗ này nó có bẫy lợn này. Mệt quá. Ừ. Đây, tôi ra cho ông vào này. Đấy, vào đi. Ôi. 1 giờ. Đậu phộng cũng như kiểu ông kêu tôi ấy. Trời, sắp tố nhóm lửa lên đạo à. Có cái bếp gì ở đây nhỉ? À, cái bếp này thì ở đây thì được cái mẹ gì? Lên trên lửa cơ mà. Nhóm lửa lên vào ơi, mở map lên. Nhóm lửa lên. Đéo hiểu. Không làm cho đéo gì. Mẹ rồi, trời tối rồi, không có đuốc, chết mẹ rồi. Trời tối rồi, không có đuốc. Thằng trông ấy. Tránh ra nào. Đéo gì lửa. Tránh ra để tôi cho lửa vào. Rồi, tao bảo tránh ra để tôi cho lửa vào, cứ đứng chắn. Nó bảo tránh. Trời sao cứ sợ cái gì. Tụt vào. Nó bảo tránh ra để cho lửa vào, cứ đứng trước cái gì này. Cứ đứng trước cái bếp lửa chắn, không cho mình cho lửa, cho gỗ vào. Nó hiểu. Đến chỗ này chưa đạo dùng ba chứ đéo dùng ấy ạ. Thôi tôi đến chưa? Thì các bạn cứ con đồn này xong là đứng ở đây nó chắn này. Con đồn này. Nó chắn đường đi ạ, đéo hiểu. Chắn chứ mẹ đi. Mình nhớ cái nào giết con đồn này không? Ủa sao ai để đá mặt trăng người này nó đi lạc mất thì đâu? Ờ gần chỗ này, mình nhớ chắc chắn là gần chỗ này. Đấy, ông tìm cái gì đấy? Mở map lên. Ông đứng ở đấy rồi còn đứng còn nào đi tìm á. Người à? À, cạnh ngay chỗ này. Mấy cái này có mấy cái lớn rồi này. Thu hoạch rồi. Nó lớn thì thu hoạch nhưng không phải thuộc xuống. Cái lớn. Cái ấy này, cái cây ấy. Đúng. Đúng. Cái nào nó cao lên 3 tấc rồi đang hắn đập. Nó cao lên 3 tầng rồi hắn đập. 3 tấc mới đập được. Đừng có đập. Giờ đập phi công đấy. Chắc thì có bật màu cao đúng không? Ồ. Ok. Ôi đạo. Rồi, đi rồi.